Rồi. Đây khác mình khắp lần đầu. Nó rồi, thấy rồi. Bác quảng cáo trên TikTok đó. Rồi. Con bị ghi xuống biết thằng quỷ cả năm nay rồi sao tái được cái lợi hoài hết. Rồi, không có HP đúng không? Không. Đã đi tới lại cụ thể là nó như thế nào? Dù ăn vô cái nó mệt, nó lâu nó khó thở. Ừ. Với nó cái bụng nó sôi, nó nóng, nó còn cào chứ. Ừ. Bao lâu thì con tái lại một lần? Thì lâu lâu nhậu, lâu hay lâu nó bị. Rồi, thường nhậu lắm không? Ít, thì khi bị cái năm nay nhậu, ví dụ đi đám thì uống lon lon à. Bao lâu được có ông đám như thế? Thì cỡ tháng vậy đó. Ừ, nhưng mà mỗi lần tái lại là nó liên quan đến rượu đúng không? Dạ. Thì biết như thế thì... Với con khi ăn chúng nữa, khi con ăn ví dụ dầu mỡ nhiều hay là đồ chua cay vậy đó, cũng bị nữa. Rồi, đã biết như thế rồi, quá dỗ rồi mà tại sao không tránh được? Rồi, bây giờ hiện tại bây giờ nó đang đau hay sao? Không, giờ giấc sáng thì nó lúc ngủ dậy đi tập thể dục xong. Ừ. Về cái ăn chua cháo vô cái tự nhiên nó mệt. Mà cái bụng nóng nó sôi ngột giống. Rồi đi ngoài như thế nào? Đi ngoài thì bình thường đó. Bình thường, phân có bón không? Phân thì bình thường, có bón. Bình thường. Dạ. Có vấn đề về trào ngược đấy, con bị trào ngược rồi đấy. Nếu mà hết nhậu lo hay lo cũng được đấy. Được, lần sau lên đây đi bắt có một cái loại thuốc nhậu xong uống một viên. Dạ. Thì nó sẽ làm giảm mức đau bao tử. Lần sau lên đi bắt tính cho. Dạ. Về đó hả? Dạ.